Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 7 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin dưới con sắt bình luận về phiên tòa xử đại tá tình báo Nguyễn Duy Linh. Cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Việt Nam của Bộ Công an, ông Nguyễn Duy Linh vừa bị Viện Kiểm sát thành phố Hà Nội đề nghị mức án 13-15 năm tù tại phiên tòa xét xử ông tại Hà Nội hôm 5 tháng 11 năm 2021. Đây là một vụ án được đưa ra nhận hối lộ với cùng với hai bị cáo khác là Phan Văn Anh Vũ, tức là Vũ Nhôm, bị cáo buộc tội đưa hối lộ, và Hồ Hữu Hòa bị cáo buộc tội môi giới hối lộ. Hôm thứ Sáu, Nguyễn Duy Linh bị đề nghị mức án cao nhất theo một khung hình phạt được quy định tại Bộ Luật Hình sự của Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Đại tá Nguyễn Duy Linh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Công an khi còn đang đương chức. Phan Văn Anh Vũ đang thụ án 30 năm tù và đã được nhiều lần ra tòa. Trong phiên xét xử khác nhau, bị đề nghị mức án 7-9 năm tù giam vì tội đưa hối lộ. Báo Tuổi Trẻ Online vào hôm 5 tháng 11 cho hay, sau hơn nửa ngày thẩm vấn, chiều ngày 5 tháng 11, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa đã nêu quan điểm luận tội trước khi phiên tòa xét xử cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Nguyễn Duy Linh nhận hối lộ và đã chuyển sang phần tranh tụng. Đại diện Viện Kiểm sát đưa ra đề nghị mức án đối với các bị cáo như sau. Nguyễn Duy Linh 13-15 năm tù về tội nhận hối lộ. Phan Văn Anh Vũ, tức là Vũ Nhôm, từ 7-9 năm tù về tội đưa hối lộ. Hồ Hữu Hòa mức án bằng với thời gian tạm giam đến ngày tuyên án về tội môi giới hối lộ. Trang điện tử VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam cùng ngày cũng tường trình như sau. Bị cáo Nguyễn Duy Linh đã thay đổi lời khai, thừa nhận có nhận 5 tỷ đồng từ Phan Văn Vũ và xin tòa cho phép được khắc phục hậu quả. Trước đó, đầu giờ sáng ngày 5 tháng 11, cả hai bị cáo Phan Văn Vũ và Nguyễn Duy Linh đều khẳng định trước tòa quà biếu và nhận là xì gà, thuốc, lá, rượu. Tuy nhiên, chiều nay, khi được hỏi có nhận 5 tỷ đồng từ Vũ như cáo trạng có buộc hay không, ông Nguyễn Duy Linh thừa nhận là có. Tường trình diễn biến tại phiên tòa, Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV dẫn lời, ông Nguyễn Duy Linh tiếp tục nói. Tôi thực sự luôn ý thức rằng mình phải là một cán bộ gương mẫu, làm nhiều việc cho đất nước, nhưng có lẽ đây là phút sai lầm. Tôi không có mong muốn gì, chỉ mong thời khắc thế này nói ra để hội đồng xét xử xem xét khoan hồng cho bị cáo. Sau đó, vẫn theo VOV, ông Nguyễn Duy Linh đã gửi lời xin lỗi tới toàn thể cán bộ chiến sĩ Tổng cục An ninh, gửi lời xin lỗi tới Bộ trưởng Bộ Công an về hành vi sai lầm của mình. Bị cáo Linh mong muốn ngay tại tòa có thể tác động tới gia đình trong chiều nay hoặc ngày mai để khắc phục số tiền 5 tỷ đồng đã nhận từ Phan Văn Anh Vũ. Tờ báo Tuổi Trẻ Online cho biết thêm chi tiết về đề nghị của cơ quan công tố sau khi xuất hiện tình tiết được cho là mới, khi ông Nguyễn Duy Linh khai nhận hối lộ bằng tiền từ ông Phan Anh Vũ, tờ báo viết rằng Viện Kiểm sát yêu cầu tòa tuyên và truy của bị cáo Nguyễn Duy Linh 5 tỷ đồng xung quỹ nhà nước, trả lại tài sản cho bị cáo Hòa. Theo đại diện Viện Kiểm sát, hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây cản trở quá trình bắt giữ Phan Văn Anh Vũ, gây bất bình trong dư luận xã hội. Còn với Nguyễn Duy Linh, bị cáo là cán bộ cấp cao trong ngành công an, mặc dù qua quá trình điều tra bị cáo chỉ thừa nhận là có nhận quà nhưng tại tòa đã khai nhận hành vi phạm tội, tỏ ra ăn năn, chủ động đề nghị gia đình khắc phục toàn bộ hậu quả là số tiền 5 tỷ đồng. Cáo có thân nhân tốt, ăn năn hối cải, nên đề nghị hội đồng xét xử xem xét đây là tình tiết giảm nhẹ. Với Phan Anh Vũ thì dù quá trình điều tra không thừa nhận, tuy nhiên tại tòa đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, ăn năn hối hận, có căn cứ để xem xét khi lượng hình. Một phiên tòa hết sức kỳ lạ, đặt nhiều câu hỏi với người dân cả nước. Trao đổi hôm 5 tháng 11, từ Việt Nam, ngay sau khi truyền thông nhà nước Việt Nam tường trình công khai chi tiết diễn ra tại phiên tòa, hai nhà quan sát từ Việt Nam nêu ra bình luận với đài BBC tiếng Việt như sau. Từ Hà Nội, ông Nguyễn Hữu Vinh, cựu thiếu tá an ninh, từng có nhiều năm làm việc tại Bộ Công an, đã nói rằng tôi cho đây là một phiên tòa hết sức kỳ lạ ở nhiều tình tiết. Đó là ngay từ đầu phiên tòa, luật sư cho biết bị cáo Nguyễn Duy Linh đã bị một căn bệnh đặc biệt hiểm nghèo và trước đó đã nằm viện ở Bộ Công an tới 2 tháng. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Duy Linh trước tòa. Bệnh gì mà tới mức theo luật sư có thể tử vong tại tòa? Ngoài ra còn tình tiết kỳ lạ là đề nghị triệu tập vợ bị cáo tới để xét nghiệm dù đã có tới 2 tháng nằm viện. Thế nhưng không thấy tòa có những động thái làm rõ những điều kỳ lạ đó, ngoài việc thông báo Viện Kiểm sát đã làm việc với bệnh viện, vân vân. Lẽ ra vì nhân đạo và vì tính nghiêm minh trong vụ tố tụng, ít nhất tòa cần đọc văn bản làm việc với bệnh viện,
còn nghiêm túc hơn, tòa phải mời giám định y khoa độc lập tới để xác định loại bệnh gì có nguy hiểm cho bị cáo tới đâu và có khả năng lây lan hay không, vì mọi đánh giá bệnh tình của bị cáo lại thuộc về bệnh viện của ngành công an. Ông Phan Anh Vũ, tức là Vũ Nhôm, bị cáo buộc tội đưa hối lộ cho Nguyễn Duy Linh trong vụ án này. Theo ông Nguyễn Hữu Vinh, ngoài các điều tra trên còn có tình tiết tại phiên tòa mà ông cho là cũng hết sức kỳ lạ. Ông nói tiếp trên quan điểm riêng của mình như sau. Một điều cũng hết sức kỳ lạ là sau khi bị cáo nhận tội, tòa lại tỏ ra quá dễ với bị cáo. Đây là hình ảnh ông đại tá Nguyễn Duy Linh, là con trai ruột của Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an. Khi tòa hỏi để xác định việc bị cáo công nhận đã nhận hối lộ 5 tỷ đồng từ Vũ Nhôm, bị cáo chỉ gật đầu 2 lần và tòa không yêu cầu trả lời nghiêm túc, rành rẽ. Hiện tượng này trái ngược với thực tế của nhiều phiên tòa khác, đặc biệt một điều sơ đẳng nhưng vô cùng quan trọng tòa lại bỏ qua hoặc là chưa làm tới hoặc có thể sáng mai, đó là trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Như thế có khả năng viện và tòa đã bỏ lọt tội phạm, thậm chí tội phạm gộc. Một vụ án lớn, đối tượng cao cấp trong ngành công an mà chỉ hỏi cung có 10 ngày đã có kết luận điều tra, dù bị cáo vẫn không nhận tội. Trong khi thực tế, các trường hợp tương tự phải mất nửa năm hoặc một năm. Rồi tại tòa, bị cáo lại nhận tội, như vậy cần phải xác định tội trạng nhận hối lộ này diễn ra chi tiết như thế nào, có đúng như bị cáo khai là số tiền diễn biến và đưa vân vân hay không. Tiền đã được sử dụng ra sao, có đồng phạm hay không, có đưa bớt cho ai hay không, vì bị cáo không có quyền quyết định về tố tụng với Vũ Nhôm, chỉ đóng vai trò môi giới để chạy án mà thôi. Theo Bộ Luật Hình sự vào năm 2015, Điều 354 tội nhận hối lộ với mức án từ 1 tỷ đồng trở lên phải chịu mức án từ 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình. Vậy mà ở đây Nguyễn Duy Linh đã nhận ít nhất đến 5 tỷ đồng. Và những khoản quà biếu và trên thực tế có thể tin ngay lời nhận tội của bị cáo hay không đều là những tình tiết không thể cho phép tòa, viện vô tư chấp nhận như vậy được. Đây là hình ảnh nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son đã nhận hối lộ 3 triệu đô la bị tuyên án chung thân. Cũng có luôn dấu hỏi là nếu xác định thêm Linh đã phạm tội 1, 2 hoặc tội gì nữa thì mức án như vậy viện đề nghị lại càng phi lý, ông Vinh bình luận. Các mức án đề nghị có xứng đáng hay không là câu hỏi cũng được đặt ra. Từ Nha Trang, nhà báo Võ Văn Tạo, người đã cho đài BBC biết ông có 10 năm kinh nghiệm làm hội thẩm nhân dân tại Tòa án Nhân dân thành phố Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa, cũng nêu ra bình luận của mình như sau. Bị cáo Nguyễn Duy Linh, báo chí Việt Nam từ trước đưa tin là ông đã không thừa nhận nhận hối lộ bằng tiền mà chỉ nói là có nhận quà dưới dạng xì gà, thuốc lá, nấm linh chi v.v. Cho tới buổi chiều hôm nay tại tòa, ông mới nhận là đã nhận tiền hối lộ từ ông Phan Anh Vũ với mức 5 tỷ đồng, thì khó có thể nói là ông đã thành khẩn từ đầu và hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra. Ở đây tôi cũng cho rằng vụ án ông Nguyễn Duy Linh nhận hối lộ của ông Vũ Nhôm cho thấy lại có thêm một vụ án mà qua đó bộc lộ thêm một hiện trạng rất là đáng báo động đối với ngành an ninh của đất nước, là quan chức cấp cao làm đến các chức cao cấp như thiếu tướng, trung tướng, tổng cục phó, tổng cục trưởng, thứ trưởng, v.v. Trong ngành công an nói chung và ngành an ninh, tình báo thuộc công an nói riêng thì đi tù cả mớ. Mà đây lại là những ngành có chức năng bảo vệ pháp luật, bảo vệ an ninh quốc gia mà lại vi phạm pháp luật, mà lại gây hậu quả cho đất nước, quốc gia như thế thì rất đáng lo ngại. Và tôi nghĩ có lẽ đây chính là lý do vì sao bóng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải trực tiếp hơn trong việc tham gia và lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy Công an Trung ương. Ông Võ Văn Tạo đã nói với đài BBC trên quan điểm riêng của mình như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 7 tháng 11 năm 2021 với bản tin dưới quan sát bình luận về phiên tòa xử đại tá tình báo Nguyễn Duy Linh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.